Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tàn Chiến Giọng Hát. Đại nói chị Vân Hiền hả, có hiền không? Tức là chị núp lùm, chị núp gì nè. Giá từ đầu vậy. Cái chiếc canh chứ chờ, tôi vừa mới 29 rưỡi chứ ngồi lên 30. À, có nghĩa là theo vợ bỏ nhạc. Tôi không đấu giá. Tại sao vậy? Tại vì theo vợ bỏ nhạc cũng được. Phải theo nhạc. Anh ơi, vậy anh giờ anh dám không? Đó. Giờ anh dám anh theo nhạc anh bỏ vợ không? Thành đấu lần 3 chứ. Tôi dạ. Chúc mừng anh Đại Nghĩa. Là đây anh Long ơi. Quá tuyệt vời. Tôi xin thay mặt cho chương trình Sàn Chiến Giọng Hát một lần nữa xin cảm ơn người đã tài trợ chiếc máy này. Quá tuyệt vời, chiếc máy này quá kinh khủng. Tôi không thể nào ngờ một chiếc máy mà nó từng mili. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa. Đây mới là giọng ca sĩ nè, nó lãng mạn. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi. Em là một người rất là chuyên nghiệp và con đường của em anh nghĩ là còn phát triển rất là tốt. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau. Hà thấy được cái sự đam mê, yêu âm nhạc và muốn mang âm nhạc của mình đến với tất cả mọi người. Cái quan trọng là em hát có tình cảm. Nắng chiều về sáo diêu gọi trắng lên tiếng hò gọi. Giọng hát của em nó ngọt ngào, nó sâu lắng làm sao đó. Và nó không có mẻ một cái hạt cát nào có trong giọng hát của em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Đón xem tập 9 phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 4 tháng 11 trên kênh VTV3.